dòng thời gian chắc chưa một ai, rồi tất cả chúng ta sẽ là tích xưa. Ngồi tan thơ gió mưa, hơn ganh ghét thêm thừa. Nhìn lại ta chứ tình có thật lòng chưa? Chờ một ai lặng im tiếng, thế nhưng lấy dần tuổi xuân. Đời sinh tư tư sinh, chuyện nhân thế con người, từ ngày xưa đã vậy đến vạn đời sau. Nhìn lại ta những chặng đường qua, sang đôi phận nhớ đừng dèm pha. Nhìn mẹ cha nắng nhạt màu da, bạc vai mái tóc ôm đau cũng vì chúng ta. Phận làm con hiểu ra, đời chưa hiểu cho tròn, để con nghe mỗi đêm giấc mộng vàng. Đoạn đường đi điều sai đúng, đúng sai phải thường nghĩ suy. Lợi danh khi đến đi, đời qua tuổi xuân thì trầm ngâm ta ngoảnh lại kiếp người còn chi. Nhìn lại ta ấm ngọt thời nay, chia những điều thước mây. Đời này ai chẳng sai, nào ai luôn đúng hoài. Lòng vị ta giúp người vượt qua. Ngồi bên nhau nhắc chuyện ngày sau, chung khúc nhạc giữa đời hồng hoa. Mùa xuân sang khắp trời bình an, tình xưa nghĩa cũ hãy thôi khóc hận oan thương. Giận hơn nhau mãi xa, tình thương thắp lên nào. Từ bi cho trái tim giấc mộng bình. Dạy thoát trên kiếm hương,
quang minh văn đại biến pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô thập phương thần trụ tam bảo, Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Minh Vương Khu Khổ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Khu Khổ Khu Nệ Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh Kỳ Quyện. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm Quý Mão. Đệ tử chúng con văn tập về đây thành tâm đốt nén tâm hương cùng đèn hoa hoa nước, cúng dường lên ba ngôi tam bảo và bày lời Đức Phật dạy. Đệ tử chúng con xin thành tâm nguyện đem thời ba công phu niệm Phật A Di Đà, hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật và xin hồi hướng đến ngài Diệu Phật A Di Đà. Đệ tử con Diệu Âm tịnh trọng cùng các huynh đệ của con văn tập về chủ sư tịnh Phật A Di Đà tịnh thất năm, phát tâm tu thập niên mặc trong 7 ngày đêm, một dạ chí thành xưng niệm giảng thần danh A Di Đà Phật, tu theo pháp hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Hay Trí Bồ Tát, một công niệm Phật niệm cho đến cùng, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Ngỡ nguyện tam bảo chứng minh quay thật hậu niệm Bồ Tát Hinh Văn Hòa Phương đây thật từ thiên vương, chúng thiên long bác bộ hộ pháp thiện thành, xin đồng thị chứng minh chờ đã công phu tu tập niên mặt 7 ngày của chúng con tại tỉnh Bắc A Di Đà, tỉnh Đắk Nông được thành tựu viên mãn. Để có chút phần công đức, xin hồi hướng sâu rộng lên với chúng sanh, trọng pháp pháp giới tăng cõi hư không. Xin nguyện cầu kẻ âm lượng siêu người dưỡng thanh hơi, pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhập vào học sinh cùng hình đại chúng chắc tay trang nghiêm hành kính hướng tâm ra ngôi tam bảo và cùng nhau đồng thanh phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con pháp danh là Hãy
tử chúng con pháp danh là đệ tử chúng con pháp danh là hôm nay phát tâm trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Giờ phút này đây chúng con hành tâm phụng hạnh, chúng con hành tâm phụng hạnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, chư vị Thiên Long Bát Bộ, chư vị Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, Hộ Pháp Thiện Thần, và Lam Thánh Chúng, và Lam Thánh Chúng, từ bi quan giác đạo tràng, từ bi quan giác đạo tràng, chứng minh gia hộ cho chúng con, chứng minh gia hộ cho chúng con, nhiếp tâm trì niệm, nhiếp tâm trì niệm, hồng danh A Di Đà Phật, hồng danh A Di Đà Phật, chúng con phát nguyện, chúng con phát nguyện, trì niệm đến không thấy nổi người, Thank you.
Phần 6. Niệm Phật Đạt Bắt Niệm Từ Niệm Bảo Đảm Giảng Sanh Hòa Hưởng Hích Minh Tuệ. Thật đúng là diệu pháp. Khi ý thức niệm Phật như đã nói ở trên, thì ý thức không còn làm được việc gì khác. Bạc vọng niệm, vọng tưởng mà câu Phật hiệu luôn hiện tiền. Trong suốt thời gian ý trì không có vọng niệm, vọng tưởng, đúng là tu chỉ của thiền. Lại lắng nghe rành rẽ, rõ ràng danh hiệu Phật, đó là tu quán của thiền. Như vậy, ý trì không khác chỉ quán sông tu của thiền. Cách tập ý trì. Cách thứ nhất, bước 1, dùng máy cassette hay chiếc hát niệm Phật A-di-đà, 6 chữ hay 4 chữ tùy ý thích. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng nghe, nhĩ căn lỗ tai, dùng ý thức nghĩ, ghi nhận, đưa vào tâm từng chữ, từng câu rành rẽ, rõ ràng, theo đúng nhịp điệu hát của máy. Đừng để bị xen tạp và gián đoạn. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài 3 ngày, tự nhiên thuần thục. Nên nhớ, khi tập cách này phải xả bỏ quên, không quan tâm đến cách niệm trước đây. Cách này quá dễ, ai ai cũng thực hành được, nhưng có khuyết điểm là tâm còn phan duyên theo tiếng bên ngoài, gọi là hướng ngoại. Bước 2, không dùng máy nữa, mà dùng 4 hay 6 ngón tay để nhịp. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, dùng ngón tay nhịp, dùng ý thức để nghĩ, niệm từng chữ một cách rành rẽ, rõ ràng, theo từng nhịp của ngón tay. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài 3 ngày, tự nhiên thuần thục. Bước 3, không dùng máy và ngón tay. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm rành rẽ, rõ ràng từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà. Lúc đầu biết tâm mình đang niệm Phật A-di-đà, chứ chưa nghe tiếng. Quen dần, thuần thục, sẽ nghe rành rẽ, rõ ràng từng tiếng, từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà. Cái nghe này là nghe bằng tánh nghe, không phải bằng nhĩ căn lỗ tai. Tình trạng này gọi là phản văn, văn Phật hiệu. Người mới, tức sơ cơ ý trì, chỉ 5 hoặc 10 phút là mệt, niệm không được nữa, thì thay niệm bằng miệng kim can trì hay mặt trì, là niệm thầm hay niệm ra tiếng. Thời gian ngắn, 5 đến 10 phút, rồi lại tiếp tục niệm bằng ý, tức ý trì, luân phiên thay đổi như thế nhiều lần. Lâu ngày, ý trì sẽ thuần thục, hoàn toàn niệm bằng ý. Cách thứ hai, bước 1, viết 4 chữ hay 6 chữ thánh hiệu A-di-đà lên bảng hay lên giấy. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, mắt nhìn thánh hiệu A-di-đà, 4 hay 6 chữ, thay vì đọc bằng miệng thì đọc bằng ý, ý thức. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài 3 ngày thì tự nhiên thuần thục. Bước 2, không dùng mắt nhìn bảng hay giấy có viết thánh hiệu A-di-đà nữa. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm y như bước 3, cách thứ nhất. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài 3 ngày, tự nhiên thuần thục. Nói rõ hơn, khi dùng ý nghĩ từng tiếng, từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà, là gieo huân tập hạt giống chủng tử Phật vào tàn thức. Huân trưởng lâu ngày chày tháng, hạt giống vô lậu sẽ lớn mạnh dần dần và khởi hiện hành qua nhiều trạng thái từ thấp đến cao như sau: giúp ta nhớ niệm Phật nhiều hơn, giúp ta nghe thành tiếng bằng tánh nghe, thay vì ý thức mà tạng thức tự niệm nhập tâm. Ưu điểm: không hao hơi tổn khí,
đúng như pháp, dứt trừ được dòng niệm dòng tưởng, mau nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm. Khuyết điểm: khó thực hành. Kinh nghiệm cho thấy, khi thực sự buông xả được dạng duyên, ý trì được 60 phút liên tục không gián đoạn, mỗi ngày 2 lần, một tuần lễ sau là hoàn toàn có khả năng sẽ được nhập tâm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Bốn lớn: thực hành. A nhỏ: vì sao phải niệm Phật? Người xưa nói: ngồi buồn lo nghĩ dẫn dơ, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên, hoặc nhàn cư di bất thiện. Đức Phật dạy: tâm chúng sanh là tâm duyên ý mã. Tâm duyên là tâm như con khỉ leo trèo nhảy nhót không mệt mỏi. Ý mã là y như con ngựa chạy rong không ngừng nghỉ. Kinh Pháp Cú nói: tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác các pháp. Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư nói: phàm đã có tâm thì không thể vô niệm. Vì tâm thể vô niệm chỉ có chư Phật chứng đắc, còn từ đẳng giác Bồ Tát trở về trước đều thuộc hữu niệm. Phàm khởi một niệm nhất định sẽ rơi vào một trong 10 cõi, vô niệm thì vượt ngoài 10 cõi, vì không một niệm nào vượt ra khỏi 10 pháp giới. Cho nên vừa khởi một niệm tức là đã có một duyên thọ sanh như sau: nếu tâm này tương ứng với lòng đại từ đại bi bình đẳng, công đức y chánh, cho đến hồng danh dạng đức A-di-đà Phật, tức là đã niệm pháp giới Phật. Nếu tâm này tương ứng với tâm Bồ Đề, lục độ vạn hạnh, tức đã niệm pháp giới Bồ Tát. Nếu tâm vô ngã tương ứng với 12 nhân duyên, tức đã niệm pháp giới duyên giác. Nếu tâm vô ngã quán xét tứ đế, tức đã niệm pháp giới thanh văn. Hoặc tâm này tương ứng với tứ thiền, bát định, cho đến thập thiện thượng phẩm, tức đã niệm pháp giới thiền. Nếu tâm tương ứng với ngũ giới, tức niệm pháp giới người. Nếu tu tập các pháp ngũ giới, thập thiện mà trong tâm còn sân hận, kiêu mạn, thắng thua, tức rơi vào pháp giới tu la. Nếu dùng tâm yếu kém niệm thập ác hà phẩm, tức rơi vào pháp giới súc sanh. Nếu dùng tâm nửa yếu kém nửa mạnh mẽ, tương ứng với trung phẩm thập ác, thì liền rơi vào pháp giới ngạ quỷ. Nếu với tâm mạnh mẽ tương ứng với thượng phẩm thập ác, thì liền rơi vào pháp giới địa ngục. Con người sau khi thân hoại mạng chung, nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ đưa đi tái sanh ở cảnh giới tương ứng, gọi là nghiệp lực chiêu cảm. Ví như cái cây bình thời nghiêng về hướng nào, khi ngã sẽ đổ về hướng đó. Người nào biết rõ lý lẽ và lời dạy trên của chư tổ và Đức Phật mà không niệm Phật thì chưa từng có. Vậy phải niệm Phật để về cảnh giới Phật, tránh rơi vào chính cảnh giới kia. Giả lại, pháp môn niệm Phật dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ như đã trình bày ở phần 1, và là pháp môn mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương
phải thực hành để thành Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội. B nhỏ, tiếng niệm Phật. 1. Tiếng niệm Phật phải rành rẽ, không lộn lạo, rõ ràng, không trại giọng, chắc thiệt, tâm tiếng kháng nhau. Trong 4 chữ nên nhấn mạnh chữ đầu A hoặc chữ cuối Phật. Kinh nghiệm cho thấy nếu niệm không rành rẽ rõ ràng thì khi nhập tâm sẽ không rành rẽ rõ ràng. Khi niệm nhấn mạnh chữ nào sẽ nhập tâm chữ đó trước, tiếp theo những chữ kế tiếp. Ví dụ nhấn mạnh chữ A, khi nhập tâm sẽ ra A-di-đà Phật. Nhấn mạnh chữ Phật, khi nhập tâm nó sẽ ra Phật A-di-đà. Nhấn mạnh chữ Đà, khi nhập tâm nó sẽ ra Đà Phật A-di. Muốn điều chỉnh lại cũng được, nhưng mất thời gian khá lâu. 2. Niệm không quá mau, vì mau quá tâm không bắt kịp tiếng, không chắc thiệt, dễ mệt, không niệm được lâu. Niệm quá chậm thì sẽ rời rạc lơi lỏng, có kẽ hở, dòng niệm dễ chen vào. Không niệm quá mau, không niệm quá chậm, tốc độ vừa phải. 3. Tiếng niệm Phật phải xuất phát từ tâm, lên miệng ra tiếng, đến tai nghe. Ý ghi nhận tiếng ấy vào tâm. Như vậy, tâm khởi miệng niệm, tai nghe, tâm ghi nhận. Được vậy, thân, khẩu, ý, tâm đều niệm Phật. Xoay dần liên tục như vậy, không có kẽ hở, thì nhất định không còn vọng niệm, vọng tưởng nữa. Niệm như vậy là tiếng hiệp với tâm, chắc thiệt, hay nói tâm tiếng là một, hoặc nói tiếng ở đâu, tâm ở đó. Được như vậy, khi niệm Phật, nhất định tâm đã có Phật, không thể nói gì khác hơn được. Lại nữa, kinh niệm Phật Ba La Mật nói, danh hiệu Phật là biểu tượng Pháp thân Phật. Vậy niệm Phật là niệm Pháp thân Phật. Nhớ nghĩ như vậy thì không thể nói hữu khẩu vô tâm được. Nên nhớ, mỗi tiếng niệm Phật là một tiếng kêu cứu Phật A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh cực lạc, đồng thời một lần đánh thức ông Phật tự tánh. C nhỏ, vọng niệm Phật. Hòa thượng Tinh Dân ở Đài Loan nói, chúng ta cần thường niệm Phật bằng bốn tâm niệm như sau. Niệm giới: 1. Tâm bi thiết, là niệm với vọng bi lụy, thiết tha khẩn cầu Phật tiếp dẫn, như con té giếng, thiết tha kêu cha mẹ cứu vớt. Vọng này buồn lắm, nhưng dễ cảm ứng. 2. Tâm hoan hỷ, là niệm với tâm hớn hở vui mừng, như người học đạo gặp diệu pháp sẽ được Phật tiếp dẫn giải thoát, không khác người nghèo được của báo. 3. Tâm như hư không, là niệm với cái tâm thanh thản, không mong cầu, rỗng rang, vô sự, buông xả vạn duyên, không còn mảy may chấp trước, dính mắc ngũ dục lục trần, danh văn lời dưỡng, vân vân. 4. Tâm thực tại, là tùy duyên niệm Phật theo ngoại cảnh, như tiếng nước chảy, gió thổi, chim kêu, xe chạy, tiếng chuông, tiếng mõ, vân vân, đều giả tá tiếng niệm Phật. Mỗi mỗi bất luận là tiếng gì, thậm chí tiếng mắng chửi, mình đều giả tá là tiếng niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả đều do tâm làm ra, hay nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, nghĩa là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Pháp sư Tịnh Không thường nói tâm tưởng sự thành. Hòa thượng Quảng Khâm nói tất cả tiếng chim kêu, nước chảy, gió thổi, ngài đều nghe là tiếng niệm Phật suốt thời gian như thế. Dễ giả tá nhất
là tiếng mõ. Tôi và một số liên hữu đã thực hành, kết quả rất tốt. Quý vị nên thực tập pháp giả tá này, càng nhiều càng tốt. Bao giờ quý vị nghe được lời cằn nhằn của ông xã hay bà xã mình là tiếng niệm Phật, chừng ấy quý vị mới đạt tới niệm Phật, không xen tạp, không gián đoạn, rồi tiến tới nhất tâm. D nhỏ, thái độ niệm Phật. Khi niệm Phật, tâm không nên trụ bất cứ chỗ nào trên thân cả, mà chỉ trụ vào câu niệm Phật, tức danh hiệu Phật, gọi là A Di Đà Phật. Xin cùng đại chúng chúng ta hoàn khởi tâm hướng lên lễ đảnh người thân thượng nguồn. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung tập về tịnh thất A Di Đà, phát tâm tu tập nghiêm mặt trong 7 ngày đêm.
thì xin thông báo đại chúng là từ sau chúng ta chỉ nghỉ một ngày thôi. Cái chủ nhật kia Phật Di Đà chúng ta nghỉ qua thì sau tu lại bình thường ở chủ nhật hàng tuần, và chồng cũng xin được phép thay mặt cho đạo tràng tâm đường xin thành tâm kính chúc các quân đề nhân ngày vía Phật Di Đà năm Quý Mão năm nay quý vị cố gắng hạ phụ công phu tu tập niên mạch và tu tập luôn luôn được vô lượng an lạc, để khi xả bỏ báo thân này tất cả đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quyền cung hình đại chúng nghĩ